À, Anh bấm hiểu. vào rồi anh tải về. À, thì chút nữa anh share màn hình này, em hướng dẫn cho anh share màn hình đi rồi em hướng dẫn anh luôn nha. Ok. Rồi một Đây cái à? điều kiện Đây đúng không? chứ em chưa thấy màn hình. Rồi đúng rồi, ok, rồi chính xác. Anh bấm cái nút là download zip, đúng rồi, chính xác. Rồi à, rồi Đào desktop mình nhé. chính xác. À, ở đây em giải thích một tí này, là khi mà mình triển khai bất kỳ một cái ứng dụng nào, ví dụ như là những cái ứng dụng thông báo Crisis Communication App trên cái group admin á, hoặc là bất kỳ ứng dụng khác nào đó khác, thì mình nên dùng một cái tài khoản trung gian. Ví dụ như là em hay đặt tên là công nghệ thông tin A còng rồi trường gì đó, thì cái tài khoản đó mình sẽ dùng, mình triển khai tất cả các ứng dụng trên đó và mình quản lý bằng cái đó. Lý do là khi mà mình triển khai mấy cái ứng dụng này nè, thỉnh thoảng nó sẽ gửi email thông báo rồi nó gửi tin nhắn vân vân các kiểu, thì nếu mà anh dùng cái tài khoản của anh để anh làm á, thì tự nhiên là người nhận, người ta sẽ nhận được một cái thông báo gì đó từ email của anh, thì cái đó không hay chút nào. Đấy. Rồi thì bây giờ bắt đầu làm, thì anh vào cái tài khoản quản trị của trường anh đi, và anh tạo cho em một cái tài Ok. khoản trung gian giống như em nói, thì cái tên gì đó do mình đặt. Ok. Đây đúng không? Dạ. Mình vào làm tài khoản nào cũng được không? Đúng rồi, tài khoản người dùng bình thường thôi. Password thì anh tự đặt, anh tự nhớ nha. Và cái lúc này anh có thể tắt cái màn hình share đi để tránh nó lưu lại. Cái Ok. video này mình share cho người khác nên phải. Cái này gắn giấy phép thì mình gắn Giảng viên, mình gắn cho đây. giảng viên. Ok. Rồi anh tích thêm cái Power Automate free đây. Đúng rồi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi cái này để mặc định. Rồi ok. Nó có cái mật khẩu, anh tắt cái share màn hình đi rồi anh lấy mật khẩu anh để đâu đó. Ok, mình nhớ rồi. Ok, nói vậy ok. Rồi bây giờ cách mình dùng nè. Cái này anh nên sử dụng cái trình duyệt là S. Cái xanh 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 kế bên cái biểu tượng Zalo dưới đây đấy. Đúng rồi. Rồi và cái này anh nên mở luôn cái tab ẩn danh. Cái tab ẩn danh mở là Đây đúng không? chính xác. Đấy, mở này nó không bị dính két. Rồi, bây giờ anh đăng nhập vô cái Office 365 của mình đi bằng cái tài khoản mình mới tạo ấy. Rồi khi mà anh đăng nhập được thì anh mở lại cái anh có thể bấm cancel để nó bỏ qua cái bước này cũng được. Rồi bây giờ anh mở lại cái trang hướng dẫn nãy em gửi qua cái chỗ tin nhắn đi. Trên Google Chrome thì phải. Ở Đây đây. đúng không? Rồi, bây giờ em sẽ chỉ anh đọc cái này nè để lần sau có những cái ứng dụng khác anh có thể tự làm được. Rồi anh kéo xuống một tí. Rồi rồi đây em giải thích một tí. Thì cái chỗ README á, README ở trên á, cái bảng á, Đấy. ở dưới xíu nó đang mở đấy cái chỗ. Thì đây nó giải thích là cái ứng dụng này nó sẽ sử dụng cái ứng dụng là Power App và Power Automate để nó cho mình dùng.
Rồi. Xuống một xíu dưới là nó sẽ có cái mục là documentation là mô tả về cái ứng dụng này. Để cái này để em giải thích cho anh khỏi cần đọc này chứ mất công. Rồi, cái mục thứ hai là cái mục deployment guide. Là cái nơi để nó hướng dẫn mình làm từng bước để nó ra cái sản phẩm này. Và chút nữa em sẽ hướng dẫn anh làm từng bước theo đây luôn. Rồi, còn cái mục cuối cùng sẽ là cái mục nó có là cái architecture để em, nếu mà anh là dân kỹ thuật anh muốn tìm hiểu sâu để sau này anh sửa lại cái ứng dụng này theo ý anh thì anh có thể xem cái đó. Rồi, bây giờ mình muốn triển khai thì anh bấm vào cái deployment guide giúp em. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ nè, cái bước cái mục đầu tiên là request source, cái đầu tiên là mình đã xong rồi. Mình có tài khoản mình đăng nhập vô hết rồi, đầy đủ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xuống cái bước 1. Xuống bước 1. Thì ở đây nó sẽ yêu cầu mình tạo ra một cái nhóm. Đó, tạo ra một cái nhóm. Đúng rồi, đặt tên là như vậy. Đó. Rồi Làm luôn anh đúng vào Microsoft Teams đi. Không không, không không, vào cái tài khoản kia kìa, tài khoản kia kìa, cái tài khoản mới đăng nhập đó. Tài khoản mới đăng nhập bên kia. đây đúng không? Để anh tắt cái đó đi. Ừ, mở thêm lên. Nếu anh không điền cái đó nó sẽ hỏi hoài. Cái điền cái đó sẽ giúp chúng ta tự khôi phục mật khẩu khi chúng ta quên. Rồi, Rồi bây giờ vào Teams anh tạo. tạo nhóm đúng Đúng rồi, chính xác. Ở dưới cái mục Join Relay. Cảm ơn anh bấm vô. Cho em hỏi tí, cái Office 365 của trường mình là anh có sử dụng cái tính năng là cấm học sinh nó tạo nhóm, tạo group không? có Ok, có vậy anh mở cho cái tài khoản này đi. ngoài cho cái khoản này đúng không? Bây giờ mình để cái mình nhớ này, mình tạo một cái nhóm ẩn ở trong đây. Bây giờ mình cho vào cái đấy bằng cách nào nhỉ, quên mất rồi nhỉ. Cái vấn đề là anh đang sử dụng theo cái hướng dẫn nào mới được. Anh dùng cái PowerShell của em hay là cái nào? Ừ đúng rồi đấy. Ok, nếu mà dùng cái PowerShell của em thì anh mở lại trang quản trị admin. Rồi. Rồi anh vào cái mục các nhóm hiện hoạt. Rồi do cái tìm kiếm anh search cái từ khóa anh không có kiếm bằng tay này được đâu. Đây Search đây cái đây. từ khóa là allow. À anh đặt cái tên đó hả? Ừ, mình cho vào đây nhóm này này. Ok, anh bấm vào thành viên anh thêm vào. Đây, nó. Đấy. Bây giờ mình thêm đây Đúng đúng không? rồi. Đây kìa kìa. Ok. Rồi, ok. Và anh qua kia anh F5 lại cái trang web đi là được đấy. Không biết là anh lưu lại chưa ta? Như rồi. Lưu lại để chờ xíu. Anh bấm lại cái mục team, team. Nếu chưa có thì có thể phải sign out ra. Rồi vô lại. Sang lớp khác để nó đúng tấn tượng người khác.
À, bây giờ chuyển sang lớp mới. Đây, mình đăng nhập lại nhé. Lại xuất ra. Ôi nhỉ, không có nhỉ. Có đúng cái group đó không anh? Đúng rồi mà, đây nhá. Như thay đổi là liệu họ có bắt Dưới thành viên nếu có là được. đấy. Đúng rồi, đúng rồi, thứ tư là chỉ có ba tài khoản đấy là có quyền để tạo nhóm nên là nó chưa nó nhỉ, À, nếu vậy anh tắt cái trình duyệt này đi, mở lại. mở lại nhé. Đúng rồi. Nhiều khi nó còn bị cache. Mở cũng mở tab ẩn danh nữa rồi đăng nhập lại. Đang chờ để thôi chỗ khách đang chờ không quản lúc em mai cái gì nhỉ. Phương Anh nghe lớp hết tiết chưa, ký thầy sẽ kiểm tra nhá. Rồi ok, chào các em nhé, tối nay thầy sẽ giao bài tập mới. Thế cứ làm đi, tối nay thầy kiểm tra. Đợi đợi chúng nó vào vào phòng đợi em, bắt đầu đang chờ này, tiếp nhận tất cả thì mới cho nó vào phòng được. Tất cả. Sao nó phải sang cái thêm như chỗ này nữa, nó có chữ thêm bên này cậy nào. Không không, bỏ, nhấn vào hủy bỏ. Em đang em thấy nó có vẻ vẫn không không có đúng cái rứt.
Bây giờ nó còn một cách này nữa. Nó còn một cách này nữa là anh từ cái tài khoản quản trị của anh tạo được group á, cái tài khoản nào còn tạo được group á thì anh anh tạo nó và anh phân quyền cho cái công nghệ thông tin nó làm vào thành viên bên đấy. Khoan khoan cho em hỏi xíu là cái group creator này đáng lẽ mình phải thêm là thêm thành viên chứ ta đâu phải thêm sở hữu đâu. Ý là thêm trong thành viên thì cái tính năng cho phép tạo tạo nhóm nó mới chạy. Còn anh đang thêm và thêm trong cái chỗ chủ sở hữu. Đúng rồi. Đó, anh bấm cái nút thêm thành viên trên kia trước. Rồi anh search công nghệ thông tin. Ok. Đó rồi lưu luôn. Rồi đó. Bây giờ mình thử lại xem sao. Hy vọng là được luôn. Cái này thường nó nhanh. Đấy, ok. Rồi mình chọn cái start nha, cái start. Đúng rồi. Rồi, ở đây mình cứ đặt private thôi, nát thôi. Tới. Rồi, cái thành viên thì anh có thể bỏ qua, không có cần thiết. Nhưng mà chút nữa anh phải thêm là thêm tất cả những cái danh sách giáo viên người ta vào để chi để người ta sử dụng được cái ứng dụng này để người ta kinh doanh. Anh mute cái mic đi, anh đang mute cái mic, anh nói em không nghe gì hết. Đây đây Dạ. Đấy. rồi rồi Anh nhớ thêm giáo viên vào nha để cho họ ừ. có quyền. Tí nữa mình thêm cũng được đúng không? Đúng, chính xác, tí nữa mình thêm cũng được. Ừ, tí nữa mình cho thêm thử Anh cho một hai người nào đó mình test trước đi. Đấy. Rồi chút nữa mình chạy xong mình có cái mình test. đây ok Rồi, ok. Rồi. tạm anh rồi nhỉ Rồi, ok ok. Rồi bây giờ khi cái đó là cái bước 1 xong, bây giờ anh quay lại bước 2 đi, nó kêu mình làm gì nè. Anh đang mở lại cái giảng viên hướng dẫn anh đọc và anh làm theo. Rồi trong bước 2 này anh kéo xuống dưới anh sẽ thấy nó sẽ kêu mình là chuyển đổi cái nhóm cái group team mà mình vừa tạo thành cái security group. à. Rồi cái cách làm là nó sẽ có các bước 1, 2, 3 ở dưới. Thì cái đầu tiên là anh phải vô cái Azure Portal. Đúng rồi. Chắc. Anh tìm chính xác cái group tên mình vừa đặt. Và mình copy cái object ID. Quản lý bằng cái ID later. Đúng rồi à, đúng rồi Azure Active Directory, chính xác. Nó có cái mục là group. Đúng rồi. Tendency ở đâu đó dưới. Đây Đấy này. đấy đấy. Đúng rồi, anh bấm vào. Rồi anh copy cái object ID giúp em nha. Kìa, Ok. đấy, rồi bây giờ nè, nó sẽ yêu cầu mình mở cái Power Shell lên mình chạy. Rồi bây giờ anh mở Power Shell với cái quyền admin đi. Anh có thể bấm cái phím tắt là Windows X. Windows với chữ X, cái bên chữ Z á. Rồi nó có chữ Power Shell admin kìa. Đó. Rồi. À, bây giờ để chạy được cái này á thì mình cần phải cài cái thư viện Azure. Thì cái này không biết anh cài chưa? Hình như mình cài rồi đấy, cài cái tool của cậu hay sao Đúng rồi, nếu mà chạy cái ấy. tool của em rồi thì là đã cài rồi. Cho nên Ừ. anh chạy cái lệnh để mà nó đăng nhập thôi. Thì anh bấm quay lại cái hướng dẫn để anh copy cho nó dễ. Đây hả? Cái trang hướng dẫn. Ừ, kéo xuống tí nó có cái câu lệnh anh copy. Ê, khoan kia ở trên kìa. Connect Azure ID ở trên, anh kéo lên tí. Connect Azure Đây ID. đúng không? Đúng rồi, copy vào. Dán vào đây. Rồi. Ở đây nó bảo không không thấy, có nghĩa là anh chưa cài á. Anh thử tải lại anh cài luôn giúp em đi. Trong cái trang web.
Mình nhớ đây mình thầy cái này đúng không? Cái này của cậu đúng không? Không, nó còn một cái khác nữa, cái khác nữa ngoài cái này. Anh lên cái trang hướng dẫn của nó luôn, anh tải đi cho nó dễ. Rồi kìa, cái dòng xanh xanh đó. Cái dòng xanh xanh AUAD đúng rồi. Rồi nó có cái dòng chữ ở trên kìa, download azure đấy, đúng rồi, anh bấm vào. Rồi anh copy cái lệnh đó bỏ vô bao Excel chạy. Đó mà anh dán vào. Chờ xíu. Rồi anh bấm Y để cho nó cài. Cài xong thì anh chạy lại cái lệnh hồi nãy ở trên. Đợi một lát nặng Rồi anh bấm chữ A đi để cho nó tự cài hết. Xong rồi. Rồi ok, anh chạy lại cái lệnh hồi nãy đi. Connect Azure AD ở trên. Đây đúng không? Đúng rồi. Đấy. Rồi bây giờ anh đăng nhập bằng cái tài khoản quản trị admin của mình vào nha. Đây đúng không? Không, cái tài khoản đó không có quyền admin, cái tài khoản có cái quyền admin á. Rồi chính xác. Rồi bây giờ nó đăng nhập được rồi, bây giờ anh quay lại cái trang hướng dẫn mình chạy cái lệnh tiếp theo. Cái mấy trang này anh tắt đi được rồi, không có cần dùng nữa. Ok này cái Anh mở cái Notepad ra đi, mình sửa một tí rồi mình mới chạy được. Rồi anh quay lại cái trang hướng dẫn YouTube. Đúng rồi, đây cái lệnh ở dưới kìa, get cái số 5 á. đây Đúng rồi, copy nguyên cái đó bỏ vô Notepad. Rồi anh thay cái chỗ object ID bằng cái dòng ID ở trên anh copy á. Đấy. Không, no, 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 kế bên bên tay phải, bên đây tay phải. à, đây Anh bỏ luôn hai cái dấu mũi tên hai đầu đi. Rồi. Rồi copy lại rồi bỏ vô bao Excel. Enter. Rồi ở đây nó báo kìa, mail enable là bằng true nhưng mà cái security là bằng phone. Cái cuối cùng là security enable bằng phone, bây giờ mình bật cái đó lên thì nó mới chạy được. Thì cái anh quay lại cái trang GitHub thì nó có cái dòng lệnh để anh làm đó, anh copy cái số 6 đó. Đấy, Đấy cũng vô Notepad. No, no, cũng vô Notepad trước. Phải thay object ID mà. Rồi. Rồi, copy lại cho nó chạy. Rồi, anh chạy lại cái lệnh hồi ở trên, bấm mũi tên lên để chạy lại cái lệnh get á để mình kiểm tra lại cho nó chắc. Enter. đây đúng không? Đúng rồi. Rồi bằng true, rồi chính xác, xong. Rồi bây giờ mình sang cái bước tiếp theo là cái bước tạo SharePoint. Đây đúng rồi, anh mở bao của tu mét lên giúp em. Nó có cái nút đăng nhập ở góc trên bên tay phải á, sign in. Rồi đăng nhập. Ai không, anh đăng nhập vô cái tài khoản mà công nghệ thông tin á. À đấy, mình đăng nhập bên trình duyệt này đúng Đúng rồi, chính xác. không?
Rồi. Đây mở bao của tôi mét lên. Coi chừng dính tiếng Việt hay gì đó. Rồi. Rồi anh bấm vào cái mục bấm get started luôn. Rồi bấm vào cái mục my flows. Chờ tí. À, nếu mà anh tham gia cái lớp đó thì anh sẽ thoát khỏi cái meeting của em, thì anh có thể hỗ trợ cái lớp anh trước rồi chút quay lại cũng được. Có ao Được, được, chút anh được vào đúng không? lại được. Mình ao mình cho các em học sinh vào lớp nhé. Dạ, ok. Và đề nghị là cả lớp làm bài đấy nhá. Rồi ok, mình tiếp tục nhé, xin lỗi nhé. Nếu nếu em mà biết anh dạy như thế này thì anh có thể đề xuất một cái thời gian nào khác nó phù hợp hơn. Em cứ tưởng anh không có ấy. Ok thì Rồi anh share lại cái màn hình để em hướng dẫn anh tiếp. đây rồi đúng không? Rồi đúng rồi, anh bấm vào cái mục My Flow. My Flow. Menu bên tay trái. Rồi cái hồi nãy anh tải về á, cái file nãy anh tải về từ GitHub á, thì bây giờ anh giải nén giúp em, bây giờ mình sẽ đưa nó lên đây. Đây đúng không? Đấy, giải nén ra chính xác rồi. Rồi ok, anh quay lại cái my flow nãy đi. Rồi nó có cái import ở trên kìa, trên Import import đây. new flow import kìa. Đây là không? Đúng rồi. Rồi anh bấm upload. Mình kiếm tới cái chỗ đấy. Đây. Rồi nó có cái bắt kịch. Anh bấm nó ra đi. Thì anh chọn cái Relay SharePoint List. Đúng rồi. Open.
Chị chờ một tí. Rồi ở đây em chỉ anh nè. Cái đầu tiên thì anh bấm vào cái chữ Create as new. Cái chữ xanh xanh mé bên tay phải ở dưới Đây. đó, bấm vào. Rồi. Cái này anh muốn đổi tên thì anh đổi, còn không thì anh để ở dưới nguyên cái resource name. Ừ đó. Rồi. Thì em nghĩ anh cứ để nguyên đi là được. Rồi, sau đó bấm save. Tiếp đến cái dưới. Cái dưới chọn Select during import, bấm vào. Rồi cái này do nó chưa có kết nối gì hết thì anh phải bấm Create New. Rồi nó sẽ có cái nút tạo New Connection ở trên cùng kìa. Ở đó cũng được. Anh bấm vào. Đúng rồi, SharePoint luôn. Nó là SharePoint, anh bấm vào. Nó có dấu cộng. Rồi ở đây mình chọn cái đó mặc định là đúng rồi. Ok. Chờ tí. Rồi anh chọn cái tài khoản đi. Rồi anh quay lại cái tab Power Automate cũ. Anh quay lại cái tab Power Automate cũ. Đúng rồi. Rồi anh bấm cái nút refresh list trước. Bấm cái nút refresh list ở vòng xoáy trên cùng cái đó đó. Rồi chọn đó. Nó có cái nút lưu mà cái màn hình nó bị che rồi kìa anh thu nhỏ cái webcam của em đi thì anh sẽ thấy cái đó. Anh chọn cái chọn vô cái nem dưới trước. Rồi xem. Rồi bấm import nữa là được. Mình chờ một tí. Thì cái việc mình đang tạo là nó sẽ tạo ra một những cái danh sách cần thiết. Cái danh sách này nó giống như là cái database á, giống giống Excel á, thì nó sẽ lưu xuống đó. Rồi bây giờ anh bấm import xong rồi thì anh kéo lên trên, anh sẽ thấy cái nút là Open Flow, cái dòng chữ Open Flow, anh bấm vào. Rồi đây là cái flow của nó. Cái này không cần sửa gì hết, anh bấm cái mũi tên quay lại. Cái chỗ là Create Separate, ừ đấy, mũi tên đấy đấy. Rồi, ở đây anh bấm cái nút Turn On lên giúp em. Góc trên bên tay phải. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái SharePoint list mà mình tạo trong cái team hồi nãy á. Mình bỏ vào đây để mình chạy. Rồi anh bấm cái nút run trước đi, anh sẽ thấy. Bấm nút run đi. Cái biểu tượng run nha. Bấm continue luôn. Rồi ở đây nó sẽ yêu cầu cái trang SharePoint của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào trong cái group team hồi nãy của mình á. Mình lấy cái trang đó. Trong cái group team nãy mình tạo á. Ừ đó. Rồi cách lấy là anh bấm vào cái tab File. File. Nó sẽ có cái mục là Open in SharePoint, bấm vào đó. Rồi. Không, anh không có copy cái đó, anh bấm vô cái chữ Home trước rồi anh mới copy. Cái menu Home ở dưới kìa. Rồi bây giờ mới copy nè. Đó. Quay lại cái tab About to Make, cái tab About to Make, dán nó vào. Rồi run. Đó.
Rồi mình chờ một xíu nha. Anh thấy cái lịch sử nó đang chạy dưới không? Thì khi anh cứ bấm cái nút refresh ở chỗ kế bên cái chữ on run á. Đến khi nào nó xong thì mình làm tiếp. Hoặc là nó báo lỗi thì mình phải kiểm tra. Rồi ok, xong, không có gì hết. Rồi bây giờ anh mở cái ứng dụng tên là Power App lên. Anh lên mạng anh search cái từ khóa đó anh, rồi anh truy truy cập cũng được. Đấy, rồi đúng rồi, bấm vào rồi cũng bấm sign in luôn. Cái tab nào mình không dùng nữa mình tắt bớt đi anh, rối. Rồi bấm sign in giống nãy luôn. Rồi mình sẽ bấm vào cái mục app, menu app. Rồi mình cũng sẽ import cái gói của nó lên. Import Canvas app cái đấy. Rồi cũng upload luôn. Thì đúng rồi, chọn cái đến chính xác. Rồi mình chờ một tí. Rồi mình cũng Ok. bấm Create New luôn. Cái đầu tiên nó làm từ trên xuống Create New. Đấy. Rồi ok, save luôn, không có chỉnh gì. Rồi xuống cái mục dưới, kéo xuống dưới xíu đó. À, cái đỏ đỏ mình chỉnh cái đỏ đỏ thôi, còn hai cái xanh xanh ở trên kia là đúng rồi. Ừ, anh bấm cái đó đi. Rồi chọn cái nó có rồi thì chọn, không có cần tạo mới nữa nha. Rồi bấm cái đó tiếp. Cái này là cái kết nối đến OneDrive for Business, thì cái này chưa có thì anh bấm Create New. Đúng rồi, nó có cái connect, new connection ở trên. Không, new connection trên, bấm vào. Rồi góc bên tay phải nó có cái ô search. À đây đây, cái OneDrive for, sorry anh, nó có rồi thì thôi Đây khỏi cần. đây. Chính xác. Rồi bấm dấu cộng đó thôi. Rồi bấm Create. Rồi anh quay lại cái tab bao app hồi nãy đi. Đúng rồi, đó nó ra là kè chọn nó thôi. Rồi bấm import thôi là xong. Đó. Cái app là do người ta build hết rồi, mình đưa lên trên môi trường của mình chạy ra là được. Rồi khi cái app này nó được import lên xong, đó, anh bấm Open App luôn giúp em. Có chữ Open App nè. Open App ở trên, ở giữa màn hình, nhìn ở trên. Cái chữ Open App. Đấy. Rồi anh chọn cái country đi. Việt Nam. Không có Việt Nam thì chọn United States, Mỹ. Rồi, get started. Anh quay lại anh bấm Open App giúp em đi. Anh bấm như sai nó không ra.
lại open app thử cho bạn. Cái tab này tắt được rồi, không cần nữa, cái tab này tắt đi. Rồi. Bấm allow cho nó có cái quyền để nó lấy thông tin. Rồi ở đây mình cần sửa một cái, nó giống như là connection string ở ở lúc mà mình kết nối database á. Thì cách mình sửa như sau nè. Thì cái menu bên tay trái, cái biểu tượng hình trụ cái kia. Bấm vào. Rồi anh thấy ở dưới đây nó không có. Rồi. Ok, không sao, anh bấm cái nút cái dấu cộng add data. Anh search chữ SharePoint. Dưới cùng đây kìa. Anh bấm vào SharePoint. Anh bấm vào đi. Rồi bây giờ anh sẽ nhập cái trang SharePoint của mình ở lên lên cái ô trên kia. Ô ở trên đó. Cái trang SharePoint nãy mình lấy cái link đâu là mình dán đi vào. Cái tab SharePoint là có chữ S. Copy cái đó. Dán vào đây, bấm connect. Rồi bây giờ anh tích chọn hết mấy cái đó với cái. Khoan, từ từ. Sorry anh tắt cái này đi, mình cần xóa hai cái cũ kia trước. Tại cái biểu tượng nó lạ quá em không để ý. Ở dưới hai cái cuối cùng xanh lá kìa. Anh đưa con chuột vô. Anh bấm vào đó. Anh bấm con chuột vào đó đi, nó có ra gì không? Anh đang tắt cái mic em không nghe được gì hết. Đây. À không ra gì đâu đúng. Ừ, nó chỉ hiển thị cái tiếp này thôi. Ok, nếu vậy thì anh làm lại cái động tác nãy đi. Là add data rồi search cái từ khóa là SharePoint. Search cái từ khóa là SharePoint chứ. Dưới cùng. Ừ. Đúng rồi. Rồi dán vào đây. Connect. Rồi anh chọn hai cái trên với cái cuối. Rồi bấm connect. Hai cái đó là yes. Yes hết. Đó, rồi. Đó, vậy là xong. Xong cái app của mình. Rồi bây giờ anh còn cần làm một cái động tác nữa này giúp em là anh bấm vào cái nút cái chữ file, cái menu file. File home insert á. File bấm save. Lưu bấm lưu cái nút lưu kìa, save. Cái không cái nút lưu đấy. Anh bấm lưu xong nó mới cho anh publish. Lúc mà publish, anh bấm publish đi thì người ta mới dùng được. Rồi. Bấm publish xong phải share một cái nữa. Thì ở đây anh share thì anh chọn cái group là attendancy hồi nãy mình tạo đặt tên, anh search cái tên nó đi. Attendant. Anh search cái tên nó, đây là cái group. Đó, anh chọn cái đó luôn. Rồi, anh bấm share. Đó. Thì lúc này bây giờ người ta mới có quyền người ta sử dụng cái app của mình. Rồi. Bây giờ anh xuống tiếp, mình còn cái bước 5 chưa xong nữa. Là anh chỗ cái ở dưới một vàng được. Dưới nữa mấy cái này em hướng dẫn xong hết rồi. Một, bước 4 mới bước xong. 5. Đây. À, bước 5 cũng xong luôn rồi. Bước 6 chứ ta. Kéo xuống dưới. Đây, ổng quên sửa tên. Rồi. Thì ở đây mình bấm vào Power Automate nữa để mình sửa lại cái kết nối. Anh bấm vào cái mục My Flow.
Rồi nó có hai cái tím tím á, là hai cái của bao quả á, anh chọn nó rồi anh thanh on nó lên, nó cái từng cái một anh dấu ba chấm á, bấm vào cái dấu ba chấm thanh on lên. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sửa nè, nó sẽ kêu mình sửa từng cái trong cái hướng dẫn, cái trang hướng dẫn kia. Thì mình sửa cái chữ cái mục số 2 là chọn export on và export student, và vô đó mình sửa cái size address của mình. Rồi anh quay lại kia đi, em hướng dẫn cho. Rồi anh vào cái bấm edit, bấm cái bút chì á, cái nào trước cũng được. Rồi cái mục là get items, cái thứ hai ừ đó anh không anh bấm thẳng vào cái tên nó luôn, đừng bấm vào chấm. Rồi cái mục size red, cái đầu tiên, cái ô đầu tiên á anh xóa đi cái đó của người ta, rồi anh dán cái của mình vô cái trang SharePoint của mình hồi nãy á. Rồi dán ra. Rồi trong cái mục list name nó sai nữa kìa, list name anh bấm dấu chéo ở bên kia, có cái dấu chéo ở cái cuối ô á, đợi mình nhé. Ok. Ok, mình tiếp tục đi. Xin lỗi nha, Rồi mình ok, ở cái ô mà list name á, ở cái ô list name kìa, rồi. có cái dấu chéo, anh bấm dấu chéo giúp em, bấm dấu chéo Rồi, rồi xóa ở xóa đó. đi. Ừ. Rồi cái này thì mình sẽ chọn là cái mục là attendance record, cái đầu tiên ở đó. Ok. Rồi sau đó mình save lại thôi, save lại thôi. Rồi tương tự anh bấm quay lại làm cho cái export on, anh bấm mũi tên quay lại kế bên cái tên á, ở đó bấm bấm vào MyFlow, bấm vào MyFlow rồi Đây. bấm đến chính xác, rồi mình edit cái đó. Cũng vậy luôn, chính xác, Nói cái này đi. đúng rồi. Rồi dán bằng cái của anh. Ừ thôi Rồi. anh bấm vào cái Enter Custom Value trước.
rồi mới dán. Rồi Rồi, cái này cũng trong xóa cái nickname đi. thì xóa đi. Xóa đi. Mình cho... Cái đầu tiên. Đúng rồi. Rồi, rồi. Để lưu lại. Rồi bây giờ là cái Power Automate, Power App các kiểu là mình xong hết rồi. Bây giờ mình muốn tích hợp cái ứng dụng này lên Microsoft Teams để mình dùng cho nó tiện. Thì cái cách nó làm sẽ như sau. Đây em hướng dẫn anh luôn. Anh bấm lại cái trang Power App đi. Đây, Power App đơn kìa. Cái tím tím á. Đấy, rồi bấm vào cái chữ App. Cái menu chữ app ở bên kia. Rồi đó, đó là cái app của mình. Rồi bây giờ nè, anh bấm cái dấu ba chấm. Nó có cái mục là Add to Teams. Add to Teams đó. Rồi bấm download cái app. Đó, thì nó sẽ cho mình một cái app và cái app này mình upload lên Microsoft Teams thì những người khác có thể tải về và dùng. Nhưng ai có quyền vào trong cái app này thì hồi nãy mình phân quyền rồi thì chỉ có người đó mới dùng được thôi. Đấy, anh hiểu chưa? Rồi, cái này anh có thể để đâu đó tạm đi và bây giờ mình sẽ đưa nó lên team nè. Rồi, bây giờ Rồi, mình cách đưa lên team thì anh có thể dùng cái tài khoản quản trị để anh đưa lên cho nó dễ. Tài khoản quản trị admin, tài khoản admin đó. Đúng rồi. Anh bấm vào cái mục ứng dụng. Dưới cùng á. Cuối cùng á. Rồi nó có cái mục là tải lên ứng dụng cuối cùng. Cuối cùng luôn á, dưới cuối cùng. Đó. Tải lên. Và chọn cái mình nó mới tải về. Mình chờ một chút. Rồi ok, bây giờ nó xong rồi đó. Thì bây giờ muốn test thử thì anh bấm vào cái app đó đi, anh chỉ cho anh bấm vào cái app đó. Nó, khoan, đây em hướng dẫn nè, từ từ mình bình tĩnh. Nó có hai cái mục cài, thứ nhất là cái chữ thêm, khoan bấm nha, cái chữ thêm thôi. Thì anh bấm thêm này là anh sẽ cài với tư cách cá nhân, thì chỉ có mình anh chào xài được. Bây giờ nếu mà anh có một cái nhóm là toàn bộ giáo viên rồi, giống như cái nhóm attendance nãy mình tạo cái trên trên team á, thì mình có thể cài vào đó cho các giáo viên người ta dùng luôn. Thì cách cài vô cái nhóm đó là bấm cái mũi tên đó đó, chính Đây. xác, thêm vào nhóm. Đúng rồi, để anh search cái tên nhóm đi, attendance, chỉ bấm chữ A là ra attendance att hình như cái nhóm đó là cái tài khoản admin này anh không có quyền vào, không có mời anh vào. Không phải vào nhỉ? Đâu đâu có Hồi nãy chứ. anh đâu có add nè, tài khoản kia của anh là member đâu, đúng không ta? Đây. No, Đây anh. no, 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 no. Đó. Cái group mà tạo trên team lúc nãy mình tạo trên cái tài khoản CNP á. Nó sẽ có hiển thị ở đây không? Có. Thì mình di phép xong mình vào mình ép vào nhé. Cũng được. Hoặc là anh bên đang ở bên tài khoản CNTT kia kìa, anh thêm luôn. Cái attendance anh search cái tên kìa, kìa kìa Đây kìa. đây 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 đúng không? Bấm vào. Mình cho Thêm thành viên vào thôi, add member thôi. Add member dưới cùng á. Đúng rồi. Add anh vô đi, bấm cái chữ thêm thành viên trước. Bấm đó. Rồi, thêm cái tài khoản. Rồi đó. ok. Rồi, đóng đi. Rồi, xong rồi đó, bay quay lại team tìm lại thử. Anh tắt đi, rồi quay lại. Rồi thêm lại. Kìa đấy. Rồi. Thêm vào. Đấy, bây giờ là mình xong rồi. Đấy, chờ tí, chờ tí. Luôn.
Thì đây là cái app của nó. Ừ. Rồi anh bấm cho phép để nó có cái quyền đó, nó truy xuất. Chờ tí. Cho phép. Đó. Thì bây giờ em hướng dẫn anh cách mà mình điểm danh nè. Ừ. Thứ nhất mình chọn cái lớp trước. Anh thấy cái chữ class không? Được. Anh bấm mũi tên sổ xuống để em chỉ cho. Thì trong cái team của mình, Microsoft Team nó có bao nhiêu group thì nhiêu đây hết. Ừ. Rồi, cái ngày điểm danh thì anh có thể chọn kia kìa, ở dưới. Ừ. Rồi cái khoảng thời gian. Ừ. Cái khoảng thời gian là một góc bên kia. Từ mấy giờ đến mấy giờ anh muốn điểm danh. Ừ. Anh chọn đại một cái lớp nháp nào để đây anh test đi. Từ 7 giờ sáng đến... Rồi. Cái form nữa anh, cái form nữa. Cái form kia kìa. À, từ mấy giờ gì? Đúng rồi, từ mấy từ giờ đúng rồi. 5 giờ 30. Đấy, điểm danh trong vòng 5 phút, ok. Ừ. Rồi anh bấm, đúng rồi, bấm cái nút đó để khởi tạo. Cái kia nó báo lỗi là do cái tài khoản quản trị của anh đó, nó không có cái avatar. Vậy thôi, có ý nghĩa gì hết. Rồi anh thấy bên dưới ông nó đang load ra kìa. Trong cái lớp đó có bao nhiêu đứa học sinh thì nó sẽ ra hết cho anh. Ừ. Kể cả giáo viên luôn. Thì nó sẽ có cái số tổng ở trên kia anh thấy. Ừ. Và nó sẽ có cái biểu tượng cái ở dưới cái cột lại tendency á. Ừ. Thứ nhất là dấu check là đang đi học rồi và là có đi học á. Còn cái dấu chéo á là không có đến. Ừ. Còn cái biểu tượng đồng hồ á là đến trễ. Ừ. Còn cái biểu tượng cây viết với tờ giấy là ghi chú kiểu nó đến trễ nhưng mà có lý do hay sao đó tùy anh. Ừ. Rồi giả sử anh điểm danh đứa nào đi thì anh có thể chọn một cái dấu tích đó đành đó. Đây ví dụ đây mình điểm danh tích trên đó, tích trên đó là nó luôn chính xác đó. Ừ. Đấy thì nó sẽ lưu luôn là ai ai điểm danh đó. Ừ. Đó rồi bây giờ mình làm sao để mình xem thống kê nè. Cái cách này là anh điểm danh anh hiểu rồi đúng không? Ừ. Thế như vậy là khi điểm danh thì là ai điểm danh? Cái này anh có thể phân công cho giáo viên nào đó hoặc là anh cho mấy cái đứa lớp trưởng lớp phó nào đó tùy. À, thế vào cái nhóm lớp của đấy thì các em ấy điểm danh được đúng không? Đúng. À, thế bây giờ mình vào một cái nhóm thử nhé. Ừ. Ví dụ lớp. Cái này là mình điểm danh cho học sinh nha anh chứ không phải là để học sinh nó tự điểm danh. À, thì giáo viên dạy điểm danh đúng không? Chính xác. Đây là một nhóm. Ừ. Thế thì phần điểm danh ở đâu? Anh thêm vào. Rồi anh mới bấm cho cộng đấy. Thêm ứng dụng vào đúng không? Đúng rồi. Đấy kìa, tới đó. Cái đầu tiên đó. Ok. Thêm vào luôn. Thêm vào. Đúng. Đấy. Thì lúc này là giáo viên người ta phải vào đây nha, rồi người ta chọn lại cái lớp, đúng cái lớp là 12A7 nha. À. Rồi chọn cái ngày điểm danh, rồi cái thời gian điểm danh từ mấy giờ giống như anh làm vậy. Đấy, rồi. Thế sau đó là người ta cứ phải tích bằng tay à? Đúng rồi, người ta sẽ tích bằng tay. Bình thường là ví dụ các em ấy đăng nhập vào học thì nó sẽ có tự hiển thị trên đây. Cái đó là một cái ứng dụng khác. À. Thì có nghĩa là cái này là cũng điểm danh nhưng điểm danh bằng tay đúng không? Đúng rồi. À. Rồi, ok. Rồi, còn cái tab kế bên là Historic Attendance. Ừ. Thì cái này là để cho anh down về cái báo cáo thôi. Ví dụ cái lớp hồi nãy đi, anh chọn lại cái lớp hồi nãy đi. Đây. Đó. Report, thì đây nè, anh thấy không? Nó cái chữ recent là đã có mặt á, số 1 kìa. Ừ. Đó. Rồi anh muốn xuất ra cái file Excel để anh báo cáo cho các bên trên thì anh bấm export on. Ok. Đó, vậy thôi. Rồi, mình hiểu rồi. Đấy. Thế thì những cái này thì mình có việt hóa được không? Được. Nguyên cái bộ sục code là trên Power App á, anh vào đó anh sửa là được, dễ lắm. Mình vào Power App mà sau đó mình sửa đúng không? Đúng rồi, chính xác. Nó trên giao diện cơ mà. À. Ok, mình cũng là thế này còn gì nữa không nhỉ? Nếu bước này còn gì không nhỉ?
Không, hết rồi đấy. Tới đây là mình xong rồi đó. Đấy, tới giờ Ok. mình dùng thôi. Ok. Nếu không có gì nữa thì chắc em xin phép em kết thúc cái buổi hướng dẫn của bên mình tới đây. Còn nếu mà anh có thắc mắc gì anh có thể hỏi trên group thì em sẽ giải đáp chung cho cộng đồng mình. Ok, mình cảm ơn nhé. Dạ, video thì em sẽ gửi lại bên mình sau. Mình cảm Rồi, ơn. Vì trong cảm ơn. trong quá trình cậu hướng dẫn thì mình cũng vẫn đang phải hỗ trợ các thầy cô đang đang dạy mà. Nên Dạ, là đúng nó chưa? hơi đứt quãng tí thì có gì thông cảm nhé. Dạ, không sao đâu. Nhé, Dạ. em mình cảm ơn Dạ, thầy ok Phát anh, chào và anh. cảm ơn.